Kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, chỉ còn vài giờ nữa thôi, chúng ta sẽ bước đến thời khắc giao thừa, đón chào năm Giáp Thìn 2024. Trong không khí vui tươi đón chào xuân mới, chúng ta hãy cùng nhìn lại năm cũ sắp qua đi với những thành tựu nổi bật, đồng thời đề ra kế hoạch mục tiêu cho năm mới, cùng đưa tỉnh nhà Long An tiếp tục bứt phá tiến lên trong năm 2024 và cả những năm tiếp theo. Quý vị đang đến với chương trình tọa đàm đặc biệt Mừng Đảng Mừng Xuân Giáp Thìn 2024 với chủ đề Long An Thế và Lực Mới. Chương trình do Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An thực hiện. Ngoài theo dõi chương trình trên sóng truyền hình, quý vị cũng có thể xem trực tuyến trên trang web cũng như các nền tảng số của Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An. Và đến tham dự chương trình, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị ông Nguyễn Minh Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An. Trân trọng giới thiệu bà Châu Thị Lệ, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Long An. Trân trọng giới thiệu bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Long An. Và trân trọng giới thiệu đến quý vị bà Lê Thị Cẩm Tú, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Long An. Trước tiên xin được cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời đến với chương trình ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, trước khi chúng ta trò chuyện cùng các vị khách mời, mời quý vị cùng nhìn lại bức tranh kinh tế xã hội của tỉnh Long An trong năm 2023. Năm 2023, với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Long An đã ghi những dấu ấn đầy tự hào. Niềm vinh dự được đánh dấu bằng sự kiện đặc biệt, Long An được nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh. Đây là nguồn động viên để Long An có thêm sức bật mới, tiếp tục gặt hái những thành tựu to lớn hơn. Cuối tháng 7 năm 2023, Long An ghi dấu mốc quan trọng khi trở thành địa phương đầu tiên của khu vực phía Nam và thứ 10 trên cả nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nối tiếp đó, 9 dự án có tổng số vốn đăng ký hơn 40.000 tỷ đồng được tỉnh đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại hội nghị công bố quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư, góp phần đưa Long An thu hút vốn đầu tư FDI đứng đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long và thuộc top 10 tỉnh thành của cả nước. Thành quả này là một minh chứng Long An tiếp tục là điểm đến đầu tư an toàn, thân thiện và hấp dẫn, góp phần tô thêm những gam màu sáng cho bức tranh kinh tế đầy ấn tượng trong năm 2023. Sản xuất nông nghiệp cũng ghi được dấu ấn khi lần đầu tiên sản lượng lúa của tỉnh chạm mốc 3 triệu tấn. Trong đó, lúa chất lượng cao đạt 66%, cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa được đẩy mạnh, góp phần giảm giá thành và tăng chất lượng lúa. Chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế xã hội năm 2023 đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 đạt ở mức khá so với cả nước trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Thu ngân sách năm 2023 gần 21.000 tỷ đồng. Quy mô nền kinh tế của tỉnh đứng đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long. Long An tiếp tục tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối liên vùng, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững. Năm 2023, một năm đang xen nhiều thuận lợi và thách thức, nhưng với sức bật từ nỗ lực cùng sự nỗ lực không ngừng tạo sự đột phá mới trong phát triển, Long An tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, hướng tới khát vọng thịnh vượng. Vâng ạ, quý vị vừa nhìn lại bức tranh kinh tế xã hội của tỉnh Long An trong năm 2023. Và trở lại với phim trường ngày hôm nay, chúng tôi xin được dành câu hỏi đầu tiên cho ông Nguyễn Minh Lâm ạ. Vâng, thưa ông, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng mà kết thúc năm 2023, các chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh Long An đạt được khá là tốt. Bằng sự năng động sáng tạo của chính quyền trong điều hành, cộng với sự nỗ lực vươn lên của doanh nghiệp cũng như là các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, thì Long An đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong năm 2023. Vậy thì ông có thể chia sẻ đó là những dấu ấn nào không ạ? Năm 2023 đã khép lại với nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng tiêu cực bởi tình hình thế giới. Trong nước có những cái diễn biến phức tạp, khó lường. Thì trong bối cảnh đó thì toàn đảng, toàn dân, toàn quân Long An đồng tâm hiệp lực vượt qua, đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực, đã ghi dấu ấn với nhiều sự kiện nổi bật. Cụ thể như một là đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An vinh dự được nhà nước tặng
Thưởng Huân chương Hồ Chí Minh đánh dấu sự trưởng thành từ năm 2012 đến nay. Thứ hai là Long An là một trong 10 tỉnh đầu tiên của cả nước, cũng là tỉnh đầu tiên của khu vực phía Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Và tỉnh cũng đã tổ chức thành công cái hội nghị công bố quy hoạch này gắn với cái xúc tiến đầu tư đã được cộng đồng doanh nghiệp đồng tình ủng hộ. Thứ ba là trong cái bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có những diễn biến phức tạp, khó lường, tác động tiêu cực đến việc phát triển kinh tế xã hội, nhưng tỉnh Long An đã nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện nghị quyết của tỉnh ủy năm 2023, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Cụ thể là có 18 trên 19 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết của tỉnh ủy đề ra. Có một chỉ tiêu thì chưa đạt, đó là tốc độ tăng trưởng GDP chỉ đạt 5,77%. Kế hoạch đặt ra là 8 đến 8,5%. Trong cái bối cảnh khó khăn nhưng mà đạt như thế cũng được bộ ngành trung ương đánh giá cũng là mức tăng trưởng khá tốt. Và đặc biệt là thu nhập bình quân đầu người đạt 96,4 triệu đồng trên người trên năm. Quy mô kinh tế của tỉnh thì chúng ta đứng thứ 13 của cả nước và đứng đầu của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thứ tư phải kể đến đó là cái chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp thì đã được đẩy mạnh thực hiện, ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả cao và lần đầu tiên sản lượng lúa trên địa bàn tỉnh đạt mức là 3 triệu tấn trên năm. Và thứ năm nữa là việc tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng, hoàn thiện hạ tầng giao thông một cách đồng bộ hiện đại đã kết nối cái liên vùng, tạo điều kiện để phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ 11 của tỉnh đã đề ra. Nổi bật nhất đó là chúng ta đã thông xe đường vành đai thành phố Tân An vào cuối năm vừa qua và đang triển khai đường vành đai 3, đường tỉnh 80E và nhiều tuyến đường khác trên địa bàn tỉnh. Thứ sáu là về cái hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch diễn ra trên địa bàn tỉnh với nhiều hình thức phong phú đa dạng, đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là trong năm 2023 đó là nhiều vận động viên, vận động viên của chúng ta đã đạt được cái huy chương vàng trong các cái cuộc thi. Và thứ bảy nữa là nhiều công trình ý nghĩa được xây dựng từ các nguồn lực xã hội hóa do nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng như là nguyên phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và lãnh đạo tỉnh vận động các đơn vị tài trợ đã góp phần phát triển trên lĩnh vực giáo dục đào tạo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Thì có thể nói là cái số vốn huy động có thể trên là 600 tỷ đồng. Thứ 8 là phải nêu kể đến đó là cái việc là thực hiện cái đường lối của đảng về đa dạng hóa và đa phương hóa trong quan hệ quốc tế. Thì tỉnh Long An cũng đã tích cực và tăng cường mở rộng cái quan hệ đối ngoại với các tổ chức địa phương ở một số quốc gia trong khu vực và thế giới, đạt nhiều kết quả quan trọng để góp phần nâng cao uy tín, tiềm lực, vị thế để trong việc thu hút đầu tư cũng như là sự quan tâm ngày càng nhiều của các đối tác, nhất là các doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản. Và thứ chín đó là cái điểm nổi bật nữa, đó là cái cuộc vận động cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An do Hội đồng dân tỉnh phát động trong năm 2023 vừa qua đã được các tầng lớp nhân dân quan tâm, tích cực hưởng ứng, tham gia, góp phần nhiều sáng kiến thiết thực. Và vấn đề thứ 10 đó là cái công tác xây dựng chỉnh đốn đảng được các cấp ủy tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, đạt nhiều kết quả quan trọng. Với những kết quả nổi bật trên, có thể nói năm 2023 là một năm thành công của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Trong bối cảnh kinh tế thế giới, trong nước gặp rất nhiều khó khăn, nhưng đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã vượt qua cơn gió ngược để khẳng định vị thế của tỉnh. Vâng, xin được cảm ơn ông Nguyễn Minh Lâm với chia sẻ về những dấu ấn quan trọng của tỉnh Long An trong năm 2023.
Thưa quý vị, trong những năm qua, Long An không những là điểm sáng về thu hút đầu tư mà còn trở thành tỉnh có kim ngạch xuất khẩu đứng đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tăng trưởng xuất khẩu của tỉnh bình quân giai đoạn 2015-2022 là 9,3% một năm. Thị trường xuất khẩu không ngừng mở rộng. Bên cạnh sự sáng tạo, sức bật của doanh nghiệp và sự đồng hành của các sở ngành tỉnh cùng doanh nghiệp giải quyết các vấn đề khó khăn trong suốt quá trình từ đầu tư, sản xuất kinh doanh cho đến xuất khẩu, hoạt động kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ cũng được các doanh nghiệp đánh giá cao. Chúng tôi nhìn thấy nhiều tiềm năng cũng như nhiều cái cơ hội để chúng tôi có thể nghiên cứu cũng như là tìm hiểu theo về một số thị trường. Chúng tôi cũng bắt tay ngay trong cái việc mà tìm kiếm một số cái thị trường tiềm năng mà như cái thông tin của hội nghị hôm nay đã được thông tin với tất cả các doanh nghiệp về xuất khẩu ở thị trường Long An. Chúng tôi có nhiều cái cơ hội hơn với nhiều nước thì thông tin của chúng tôi sẽ nhiều hơn cũng như là cơ hội của chúng tôi tìm hiểu cũng nó cũng nhiều hơn. Thì đây là một cái cách thay đổi mới mà nó rất là tiện lợi và nó có thể có nhiều thêm cái thông tin bổ ích cho những cái doanh nghiệp xuất khẩu. Chúng tôi muốn tiếp cận những doanh nghiệp nước ngoài, họ có chiều sâu muốn đến Long An để đầu tư và chúng tôi sẽ quảng bá cái thương hiệu gạo của Long An để đi tới những cái thị trường có rào cản kinh tế kỹ thuật cao hơn. Thì những công ty đối tác nước ngoài sẽ hướng dẫn về vấn đề kỹ thuật và hỗ trợ về cái phần marketing của bán sản phẩm để doanh nghiệp Long An có thể đưa những sản phẩm đặc thù, đặc trưng, chất lượng của tỉnh nhà vươn xa đến tầm quốc tế. Chúng tôi cung cấp những cái thông tin về thị trường, đâu là thị trường truyền thống và thị trường mở rộng, thị trường ngách chúng ta cần phải quan tâm, và với cái sức tiêu dùng của người dân của các nơi trên thế giới thì các mặt hàng và sản lượng của Long An rõ ràng là rất là tiềm năng và đáp ứng được các cái tiêu chuẩn nhu cầu của thế giới mà Long An cũng chưa khai thác hết. Thứ hai nữa là đối với thương mại điện tử, chúng ta sẽ thấy được chúng ta sẽ tiếp cận thị trường rất nhanh và phát triển được logistics kết hợp kèm theo. Với một cái cách làm này thì Bộ Công Thương cũng được Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đánh giá là rất hiệu quả và đi vào thiết thực trong cụ thể về các cái nội dung mà chúng ta để hỗ trợ xuất nhập khẩu. Vâng ạ, thưa bà Châu Thị Lệ ạ. Trong năm 2023 thì Long An đẩy mạnh hoạt động kết nối giao thương, hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt thông tin, mở rộng xuất khẩu cũng như là kết nối doanh nghiệp logistics, tìm kiếm những giải pháp phát triển ngành dịch vụ logistics ngang tầm khu vực, đã mang lại kết quả khả quan như thế nào trong hoạt động xuất khẩu cũng như là đã mở ra tín hiệu lạc quan gì cho năm mới 2024 này ạ? Năm 2023, kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, tổng cầu suy giảm, thì một số quốc gia có các đối tác thương mại lớn của các doanh nghiệp trong tỉnh đã giảm nhập khẩu, do vậy đã ảnh hưởng rất lớn tới tình hình xuất khẩu của tỉnh. Thì trước tình hình đó, thì Sở Công Thương đã phối hợp với các sở ngành địa phương, đặc biệt là đối với cộng đồng doanh nghiệp, đã tham mưu Ủy ban tỉnh nhiều cái giải pháp để thực hiện. Cụ thể như đã tham mưu cái kế hoạch về thực hiện đề án tái cơ cấu ngành công thương, kế hoạch thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa, kế hoạch thực hiện đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào mạng lưới phân phối nước ngoài và nhiều cái kế hoạch xúc tiến thương mại điện tử khác. Thứ hai là đã tăng cường các hoạt động kết nối để hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là đã tổ chức thành công hội nghị kết nối giao thương xúc tiến xuất khẩu với nhiều cái điểm cầu trên nhiều thị trường trên thế giới, hội nghị kết nối doanh nghiệp logistics. Sau đó chúng tôi đã đón 7 đoàn doanh nghiệp của nước ngoài vào Long An để kết nối giao thương và đã hỗ trợ khoảng 1.250 lượt doanh nghiệp tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, hỗ trợ giới thiệu thành lập 3 cái điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP thuộc cái chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Thứ ba là đã tăng cường hỗ trợ cho các doanh nghiệp về tiếp cận thương mại số, đã hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia các cái sàn thương mại điện tử lớn trong nước, đặc biệt là sàn thương mại xuất khẩu Alibaba. Thì qua đó thì kim ngạch xuất khẩu của tỉnh năm 2023 mặc dù giảm nhẹ so với năm 2022, tuy nhiên kim ngạch xuất siêu lần đầu tiên vượt mức 2,5 tỷ đô la Mỹ. Đây là con số rất ấn tượng. Kết quả này vượt xa cái kim ngạch xuất siêu năm 2020 là 2 tỷ đô la Mỹ. Hàng hóa của các doanh nghiệp Long An đã xuất khẩu đến 130 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Một cái tín hiệu lạc quan nữa đó là tỷ trọng hàng xuất khẩu vào các cái thị trường có yêu cầu cao về chất lượng giống như là Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Singapore đang có xu hướng tăng. Và thị trường trong nước thì giữ vững ổn định. Đây là những kết quả đáng khích lệ để tạo động lực cho ngành công thương tiếp tục triển khai những cái nhiệm vụ trong năm 2024. Dạ vâng, xin được cảm ơn bà Châu Thị Lệ với những thông tin rất tích cực vừa rồi ạ.
Và kính thưa quý vị, có thể nói việc thay đổi tư duy của người dân từ sản xuất truyền thống sang ứng dụng công nghệ cao, hướng đến sản xuất sạch, đáp ứng tiêu dùng và cả xuất khẩu là một điều không dễ dàng. Và để có thể góp nên thành công khi lần đầu tiên Long An chạm mốc 3 triệu tấn, đứng thứ tư khu vực đồng bằng sông Cửu Long về sản lượng lúa. Và nói về chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại cơ cấu ngành nông nghiệp, thì chúng tôi xin được dành câu hỏi cho bà Đinh Thị Phương Khanh ạ. Thưa bà có thể chia sẻ là tỉnh Long An đã và đang đạt được những kết quả tích cực như thế nào về chương trình này? Có thể nói năm 2023 thì ngành nông nghiệp là đạt thắng lợi trên mọi mặt. Nông dân được mùa, được giá và lợi nhuận cao. Thì năm 2023 thì tốc độ tăng trưởng của ngành đạt 4,12%, cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Và đặc biệt có thể nói là sản lượng lúa lần đầu tiên là ngành nông nghiệp chúng tôi vượt ngưỡng là 3 triệu tấn. Đây là một trong những cái thành quả rất là tốt, và đặc biệt là trong đó lúa chất lượng cao là chúng tôi đạt 66%. Thì có thể nói thành công này, thắng lợi này thì phải kể đến đó là cái chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đây là một cái chương trình mà được tỉnh ủy xác định là một trong những cái chương trình đột phá qua hai kỳ đại hội. Thì về cái quy mô diện tích thì năm 2023 thì cả 4 cây 2 con đều đạt cái kế hoạch, vượt kế hoạch đề ra. Nhưng cái chúng tôi quan tâm đó là cái việc mà cái chất lượng của chương trình mang lại. Đó là việc thứ nhất, đó là cái công tác giống thì bà con nông dân đã quan tâm hơn về cái công tác giống, nhất là sử dụng cái nguồn gốc rõ, cái nguồn gốc xuất xứ, giống xác nhận. Cái thứ hai đó là cái việc ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất, đặc biệt là đồng bộ trên các khâu. Và phải kể đến đó là cái khâu phun thuốc bảo vệ thực vật, nó đã góp phần rất là quan trọng trong cái việc mà giảm giá thành sản xuất, cũng nâng cao chất lượng cũng như là bảo vệ sức khỏe cho cái người dân tham gia cái sản xuất. Cái thứ ba nữa đó là cái việc mà chúng tôi hỗ trợ cho cái bà con nông dân xây dựng các cái vùng trồng đạt cái tiêu chuẩn xuất khẩu, để từng bước khẳng định cái thương hiệu nông sản, vị thế nông sản của Long An trên thị trường. Dạ vâng, xin được cảm ơn bà Đinh Thị Phương Khanh ạ. Và thưa ông Nguyễn Minh Lâm ạ, như ông có thông tin ở phần đầu của chương trình, đó là thành tựu Long An đạt được đó là của một quá trình chủ động xây dựng môi trường đầu tư phù hợp, an toàn, xây dựng niềm tin với cộng đồng doanh nghiệp. Vậy thì tín hiệu lạc quan này sẽ mở ra triển vọng mới như thế nào trong năm 2024 này ạ? Thì trong cái thời gian qua, tỉnh Long An chúng ta thì đã tập trung cho công tác cải thiện môi trường đầu tư và xúc tiến đầu tư, thật sự tạo niềm tin trong và ngoài nước với các hoạt động có thể là kể đến như là thường xuyên tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho các doanh nghiệp và luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và thể hiện tinh thần cầu thị, lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp để có giải pháp xử lý kịp thời đối với các vướng mắt của doanh nghiệp. Và công tác xúc tiến đầu tư tiếp tục đổi mới và thực hiện thường xuyên hơn, và thông qua các cái hiệp hội doanh nghiệp để thực hiện xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước. Và Long An cũng đã tạo được sự tin tưởng của các doanh nghiệp Long An, đặc biệt là tỉnh cũng đã cam kết đem lại cái môi trường đầu tư thực sự công khai, là minh bạch, với quan điểm Long An là điểm đến tin cậy và an toàn của các doanh nghiệp. Với những kết quả như trên cho thấy là cái sự thu hút đầu tư của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Thể hiện rõ qua năm 2023 thì có thể nói là tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đã trở thành điểm sáng trong bối cảnh nền kinh tế thế giới khó khăn. Thể hiện rõ nét ở những điểm như là trong năm 2023 thành lập hơn 2.000 doanh nghiệp, tăng 16% với gần là 25.000 tỷ đồng vốn đăng ký, tăng 14%. Cấp mới 82 dự án trong nước với số vốn đăng ký gần 86.000 tỷ đồng, tăng gấp 3,6 lần so với cùng kỳ. Và với 122 dự án FDI với số vốn gần 600 triệu USD, tăng gấp đôi so với dự án và tăng 38% về số vốn so với cùng kỳ. Về thu hút đầu tư FDI của tỉnh nằm trong top 10 cả nước tính đến thời điểm hiện nay. Và đặc biệt là những điểm khởi sắc trong những tháng đầu năm, đặc biệt là tháng 1 năm 2024 thì cũng đã thành lập 160 doanh nghiệp, tăng 146% so với cùng kỳ, với tổng số vốn là 2.075 tỷ đồng, tăng là 217%. Cấp mới 1 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn là 5 tỷ đồng. Cấp mới là 4 dự án đầu tư nước ngoài, tăng 1 dự án với tổng số vốn đăng ký là 6,5 triệu USD, tăng 5 triệu USD so với cùng kỳ. Để hiện thực hóa khát vọng phát triển cũng như là triển khai có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2024,
tỉnh sẽ tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm như và tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới mục tiêu là giữ vững vị trí của Long An trên bảng xếp hạng VCI trong top đầu của cả nước. Đây là quyết tâm của tỉnh và tập trung thu hút đầu tư có chọn lọc các dự án sử dụng tiết kiệm đất, tiết kiệm năng lượng, sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, ít phát thải, công nghệ thân thiện với môi trường và chủ động tìm hiểu, kết nối với các doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong và ngoài nước để quảng bá hình ảnh môi trường đầu tư của tỉnh, kết nối đầu tư vào những ngành nghề theo định hướng mà quy hoạch của tỉnh đã được chính phủ phê duyệt và rà soát để nhanh tiến độ thực hiện các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất sạch, sẵn sàng tiếp nhận các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án đầu tư nước ngoài. Đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp hạ tầng, đồng bộ, đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, để đáp ứng yêu cầu phát triển, tạo ưu thế là cạnh tranh trong cái chiến lược thu hút đầu tư dài hạn. Năm mới với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao nhất của cả hệ thống chính trị, nhân dân và doanh nghiệp trong tỉnh, kỳ vọng Long An sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ và vững chắc hơn nữa trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Vâng ạ, xin được cảm ơn những thông tin của ông Nguyễn Minh Lâm ạ. Và kính thưa quý vị, năm 2022 được xem là năm có nhiều dấu ấn của ngành du lịch tỉnh nhà với các hoạt động nổi bật như là Tuần Văn hóa Du lịch tỉnh Long An. Tiếp nối thành công đó thì vào năm 2023, ngành du lịch Long An tiếp tục có nhiều hoạt động xây dựng mối quan hệ hợp tác để mạnh ứng dụng công nghệ số, phát triển du lịch, quảng bá về tiềm năng thế mạnh, giá trị vùng đất Long An. Và trước thềm năm mới, chúng ta hãy cùng nhìn lại một số hoạt động nổi bật của du lịch Long An trong năm 2023. Thưa quý vị, hương sắc mùa xuân đã tràn ngập khắp phố phường cung đường Long An. Mời du khách ghé qua Long An cùng thưởng lãm cảnh sắc mùa xuân, tìm hiểu về đất, về người Long An cùng những khát vọng dương lên, tạo dựng hình ảnh mới. Long An năng động, hội nhập và phát triển. Hãy cùng tôi trình dạo quanh một số điểm du lịch sẽ là gợi ý để bạn có chuyến du xuân thư giãn trải nghiệm và cùng nạp năng lượng cho những dự định tương lai trong năm mới này nha. Phát huy ưu thế của một địa phương có đến 123 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có 21 di tích cấp quốc gia, 5 di sản văn hóa, 1 khu Ramsar sinh quyển. Long An hoàn toàn phù hợp cho phát triển gần như tất cả các loại hình du lịch, từ du lịch sinh thái văn hóa đến nghỉ dưỡng thể thao khám phá. Năm qua, Long An đón khoảng 1 triệu lượt khách du lịch. Năm 2023, Long An lần đầu tổ chức thành công Caravan Farm Trip, mời bạn về Long An, tour du lịch lớn nhất ở Long An, nhằm quảng bá về du lịch, giới thiệu các khu điểm đến, cung đường đẹp độc đáo, khám phá vùng sông nước Đồng Tháp 10, vùng hạ Long An, tìm hiểu thiên nhiên, sản phẩm đặc trưng vùng nông thôn, phong tục tập quán bản địa, gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử văn hóa. Long An là một cái tiềm năng rất lớn về du lịch nông nghiệp cũng như là du lịch nông thôn, thì đây là xu hướng mới của thời đại mà du khách đang muốn quay trở lại những cái vùng quê yên bình. Thì Long An khoảng cách rất là gần thành phố Hồ Chí Minh, thì đây là cơ hội để mà cho chúng tôi về đây để mà tìm ra những sản phẩm mới. Tại vì những sản phẩm ở miền Tây, ở Tiền Giang, ở Bạc Liêu thì rất là cũ. Thật sự là rất là hạnh phúc, rất là may mắn khi được tham gia cái chuyến caravan này. Năm 2023, ứng dụng công nghệ số vào du lịch cũng được ngành du lịch Long An đặc biệt chú trọng phát triển du lịch theo hướng bền vững hơn. Long An xây dựng app, web, truyền tải nội dung điểm đến của du lịch, bản đồ số tuyến điểm, các cơ sở phục vụ du lịch Long An, số hóa thông tin, tài liệu thuyết minh về các di tích lịch sử, văn hóa, điểm du lịch sinh thái, làng nghề truyền thống, mang đến cho du khách những trải nghiệm tốt nhất, cũng như đưa hình ảnh du lịch Long An gần với du khách hơn. Hình ảnh người Long An hiếu khách, văn minh, nghĩa tình. Long An, một trong những địa điểm du lịch sinh thái quan trọng của vùng du lịch phía Nam, vùng đất giàu truyền thống lịch sử, nơi duy trì những làng nghề gắn với những sản vật địa phương đặc sắc, nơi lưu giữ những giá trị văn hóa đặc trưng vùng miền. Đến với Long An, du khách được hòa mình với thiên nhiên, nhìn ngắm cảnh sắc hữu tình, thưởng thức ẩm thực đồng quê, chắc chắn sẽ làm luyến lưu bước chân du khách. Long An, một hành trình nhiều điểm đến, du lịch Long An an toàn, thân thiện, hấp dẫn.
Vâng ạ, thưa bà Lê Thị Cảnh Tú ạ, bà có thể thông tin về kết quả phát triển du lịch của tỉnh Long An trong năm 2023, cũng như là định hướng một số tour tuyến tham quan các di tích lịch sử văn hóa, gắn phát triển du lịch với giáo dục truyền thống trong thời gian tới được không ạ? Ngành du lịch Long An năm 2023 có nhiều chuyển biến tích cực thông qua các cái việc triển khai thực hiện tốt các giải pháp, nhất là xây dựng các sản phẩm và kích cầu du lịch nhằm quảng bá hình ảnh của Long An. Thì du khách đến với Long An tăng cao về lượt khách cũng như là doanh thu. Ngành du lịch Long An năm 2023 đón khoảng 1 triệu lượt khách, tăng 50% so với cùng kỳ. Trong đó, lượt khách quốc tế tăng 76% so với cùng kỳ, doanh thu du lịch tăng 72% so với cùng kỳ, đã góp phần cùng ngành văn hóa thể thao du lịch được tỉnh bình chọn làm trong 10 sự kiện nổi bật của tỉnh trong năm 2023. Với hoạt động văn hóa thể thao và du lịch diễn ra với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đạt nhiều kết quả nổi bật. Hệ thống các điểm đến gồm là 125 di tích lịch sử văn hóa, 3 công trình văn hóa có tính lịch sử, trong đó có 21 di tích lịch sử cấp quốc gia. Các khu vui chơi giải trí tăng sự trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng sống như khu phức hợp giải trí Khang Thông Happy Land, vườn thú Mỹ Quỳnh, khu du lịch sinh thái giáo dục trải nghiệm Cha Vi, khu du lịch sinh thái làng nổi Tân Lập, khu dược liệu Đồng Tháp 10 cánh đồng Bất Tận, cảng quốc tế Long An, đã góp phần tạo cho Long An trở thành điểm đến thú vị cho du khách, nhất là đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh. Với chương trình tham quan, học tập, sinh hoạt, giáo dục truyền thống, lịch sử, văn hóa địa phương hấp dẫn, tạo thêm điểm nhấn để phát huy tiềm năng phát triển du lịch về nguồn tại các địa chỉ đỏ, thu hút du khách tìm về với cội nguồn lịch sử hào hùng của dân tộc trên địa bàn tỉnh Long An. Qua đó còn thuận lợi để phát triển du lịch, nhất là tour một ngày Long An từ du lịch học đường đến du lịch văn hóa trong tương lai. Dạ vâng, xin được cảm ơn bà Lê Thị Cẩm Tú với những thông tin vừa rồi ạ. Và quý khán giả đang theo dõi chương trình tọa đàm với chủ đề Long An thế và lực mới, chương trình đặc biệt mừng Đảng mừng Xuân Giáp Thìn 2024 do Đài Phát thanh và Truyền hình Long An thực hiện. Ngoài theo dõi chương trình trên sóng truyền hình, quý vị cũng có thể xem trực tuyến trên trang web cũng như các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Và tiếp theo chúng tôi xin được trò chuyện với bà Châu Thị Lệ. Vâng thưa bà, trong năm 2024 này thì ngành công thương tỉnh Long An sẽ tập trung những giải pháp gì để tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến xuất khẩu, xúc tiến thương mại và kết nối giao thương đồng hành cùng với doanh nghiệp ạ? Năm 2024, với quyết tâm và nỗ lực tăng tốc để thực hiện thắng lợi nghị quyết của tỉnh Đảng bộ, Sở Công Thương sẽ bám sát cái chương trình hành động phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2024 trên lĩnh vực công thương để tập trung triển khai thực hiện. Trong đó chúng tôi sẽ tập trung 4 cái nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Thứ nhất là tiếp tục phát huy vai trò đồng hành cùng doanh nghiệp để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phát triển các cái dự án về công nghiệp, năng lượng, thương mại, nhất là những cái dự án có quy mô lớn, sớm đưa vào hoạt động để tạo động lực mới cho tăng trưởng. Nắm bắt thông tin và chia sẻ thông tin về thị trường, về các cái cam kết theo hiệp định thương mại, nhất là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, các cái thay đổi về chính sách, những cái rào cản trong thương mại để kịp thời thông tin đến cộng đồng doanh nghiệp, để cộng đồng doanh nghiệp có thể phát huy lợi thế và tận dụng cơ hội trong giao thương. Thứ hai, đó là phối hợp thực hiện huy động các cái nguồn lực để thực hiện phát triển ngành công nghiệp thương mại theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Trong đó chúng tôi sẽ tập trung phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao, phát triển đồng bộ hạ tầng năng lượng, ưu tiên phát triển các nguồn năng lượng sạch, phát triển các cái dịch vụ thương mại, dịch vụ logistics theo hướng tiện ích và hiện đại để tạo ra những cái giá trị gia tăng cao, đáp ứng được cái xu thế sản xuất xanh và tiêu dùng xanh. Thứ ba là hỗ trợ về phát triển thị trường, hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp phát triển thị trường thông qua các cái chương trình kết nối giao thương, phát triển chuỗi cung ứng, khuyến khích sử dụng sản phẩm của nhau, phát triển cái thương hiệu của sản phẩm Long An, đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu, đặc biệt là sẽ kết nối xuất nhập khẩu qua cảng quốc tế Long An. Và một cái giải pháp ưu tiên nữa đó là khuyến khích phát triển xuất khẩu qua thương mại điện tử. Thứ tư đó là nâng cao cái năng lực phòng vệ thương mại, sẽ tăng cường quản lý thị trường, hỗ trợ cho doanh nghiệp nâng cao cái năng lực phòng vệ thương mại để bảo vệ sản xuất và tiêu dùng trong nước phù hợp với các cái cam kết quốc tế. Dạ vâng, xin được cảm ơn bà Châu Thị Lệ.
Thưa quý khán giả, năm 2023, Long An đã tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy quá trình phục hồi và phát triển kinh tế. Với quyết tâm cao nhất cùng với tư duy mới, tự lực, tự cường, lấy con người và doanh nghiệp là trung tâm, xem người dân là đối tượng phục vụ, xem doanh nghiệp là động lực, nguồn lực cho quá trình phát triển. Và mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của chúng tôi tại khu công nghiệp Hải Sơn, huyện Đức Hòa và kết nối với ông Trịnh Văn Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc khu công nghiệp trong những ngày cận Tết này. Được sự đồng hành và hỗ trợ của quý lãnh đạo tỉnh cùng quý sở ban ngành đã giải quyết và tháo gỡ nhiều khó khăn về thủ tục đất đai cũng như môi trường đầu tư, nên các doanh nghiệp tỉnh Long An đã giảm bớt phần khó khăn. Trong năm qua, phải nói rằng tình hình kinh tế gặp rất nhiều khó khăn, được sự quan tâm và hỗ trợ kịp thời của quý lãnh đạo tỉnh giải quyết nhiều khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Từ đó, khu công Hải Sơn chúng tôi đã thu hút được nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là hai nhà đầu tư nước ngoài, Mitsubishi Nhật Bản và SLB Singapore, với diện tích đầu tư gần 50 hectare, tổng vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã triển khai hai dự án khu công nghiệp Thế Kỷ và cụm công nghiệp Lương Bình. Dự kiến vào cuối năm 2024 sẽ hoàn thiện việc chi trả đền bù, và cũng dự kiến vào cuối năm 2025 sẽ hoàn thiện một phần cơ sở hạ tầng và đưa dự án đủ điều kiện để thu hút đầu tư. Bước sang năm 2024, tôi tin tưởng rằng các doanh nghiệp sẽ khởi sắc và phát triển tốt hơn vì luôn được sự đồng hành và hỗ trợ của quý lãnh đạo tỉnh. Nhân dịp đầu năm mới, năm Giáp Thìn, xin thay mặt lãnh đạo khu công nghiệp Hải Sơn, xin kính chúc tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An, các anh chị doanh nghiệp và cá nhân một năm mới có nhiều sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng, thành công và phát triển. Thưa quý vị, năm 2023, trong bối cảnh nhiều khó khăn, nhưng toàn tỉnh Long An đã đồng tâm vượt khó, chủ động sáng tạo trong quản lý điều hành, không chỉ đưa tỉnh ta trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư, đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long, mà đến nay Long An còn phát triển nhiều vùng sản xuất nông sản tập trung, ứng dụng công nghệ cao, đáp ứng thị trường xuất khẩu, góp phần đưa ngành nông nghiệp trở thành trụ đỡ cho nền kinh tế. Và để hướng đến mục tiêu thúc đẩy sản xuất nông nghiệp xanh, tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ, nâng cao giá trị nông sản thông qua ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ cao đi đôi với xây dựng nông thôn mới, ngành nông nghiệp tỉnh Long An sẽ tập trung vào những giải pháp nào? Câu hỏi này chúng tôi xin được dành cho bà Đinh Thị Phương Khanh ạ. Xin mời bà. Năm 2024 thì ngành nông nghiệp Long An là xác định chúng tôi với cái quan điểm là tăng tốc về đích sớm các cái chỉ tiêu nghị quyết đại hội tỉnh Đảng bộ. Thì trong đó thì ngành nông nghiệp sẽ phấn đấu là đạt cái tốc độ tăng trưởng của ngành đạt từ 2 đến 2,5%. Thì để đạt được điều này thì ngành nông nghiệp tập trung vào một số cái giải pháp trọng tâm cụ thể như sau. Cái thứ nhất là chúng tôi phải theo dõi chặt chẽ cái diễn biến tình hình của thời tiết, khí hậu, đặc biệt là cái công tác phòng chống dịch bệnh trên các cây trồng vật nuôi để mình có cái giải pháp xử lý kịp thời. Đặc biệt là phải tổ chức thắng lợi cái vụ đông xuân năm 2023-2024. Cái thứ hai là chúng tôi tập trung cho cái giải pháp thông tin tuyên truyền. Đây là một trong những cái nội dung quan trọng của ngành. Bởi vì cái năm 2024 là năm đầu tiên mà tỉnh tham gia vào cái chương trình 1 triệu hectare canh tác lúa bền vững cho cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thì cái nội dung tuyên truyền để làm sao mà chuyển tiếp từ cái chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh mình bước sang một cái chương trình mới, làm sao cho bà con nông dân hiểu rõ về cái cách làm, hướng đi và trong cái nội dung triển khai thực hiện chương trình để tỉnh mình tham gia một cách có cái hiệu quả của chương trình của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Cái thứ ba là chúng tôi tập trung hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, đặc biệt là hỗ trợ cho bà con nông dân để xây dựng các cái vùng trồng mình đạt chuẩn để đáp ứng được cái yêu cầu thị trường cũng như là cái truy xuất nguồn gốc. Cái thứ tư là chúng tôi sẽ thực hiện cái việc mà đào tạo lại cái nguồn nhân lực phục vụ cho cái việc mà theo dõi chỉ đạo sản xuất cũng như là cái lực lượng nòng cốt ở cơ sở. Và trong đó chúng tôi xác định đó là cái lực lượng thú y khuyến nông cơ sở. Đây là một cái trong những cái lực lượng nòng cốt là cánh tay nối dài của từ tỉnh đến tuyến huyện, tuyến xã, để làm sao mà những thông tin cũng như là các cái thông tin tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng như là những cái thông tin định hướng thị trường và những cái nội dung từ cơ sở
về trên tỉnh thì chúng tôi được nắm bắt kịp thời. Để như thế thì chúng tôi có những cái giải pháp đồng hành hỗ trợ cùng bà con nông dân để mà thực hiện tốt cái quan điểm mục tiêu phát triển của ngành. Thứ năm là ngành nông nghiệp cũng sẽ phối hợp cùng với các sở ngành để mà tiếp tục xây dựng củng cố các cái hợp tác xã và xem đây là một trong những cái mắt xích quan trọng để liên kết giữa nông dân và nông dân, giữa nông dân và doanh nghiệp. Thì chúng tôi sẽ tập trung để thực hiện củng cố các cái hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cái thứ sáu là chúng tôi sẽ tập trung hỗ trợ và phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt vượt cái chỉ tiêu về cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Và trong năm 2024 này thì phấn đấu là có 8 xã phải đạt chuẩn nông thôn mới, 12 xã nông thôn mới nâng cao và 4 xã là đạt cái xã nông thôn kiểu mới kiểu mẫu và 3 huyện phải đạt hoàn thành cái nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Và cái thứ 7 là ngành nông nghiệp thực hiện mạnh mẽ về cái chuyển đổi số trong nông nghiệp. Và trong đó thì chúng tôi sẽ tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung của ngành để mà đưa vào cái cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh. Và cái nữa là chúng tôi xây dựng các cái phần mềm để theo dõi, giúp bà con nông dân là theo dõi được cái tình hình sản xuất cũng như là kết nối với thị trường và xem đây là một trong những cái mà nông nghiệp Long An cam kết trong cái việc mà thực hiện cái mục tiêu là nông nghiệp và sản xuất có trách nhiệm và minh bạch với thị trường. Và cái nội dung thứ 8 đó là chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu đề xuất rà soát lại các cái cơ chế chính sách, đặc biệt là các cái chính sách để thu hút các cái doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và xem đây là một trong những cái mục tiêu để đào tạo dẫn dắt cho cái ngành nông nghiệp phát triển trong năm 2024 cũng như là những năm tiếp theo. Vâng ạ, xin được cảm ơn những thông tin của bà Đinh Thị Phương Khanh ạ. Thưa quý vị, trong nhiều năm liền, Long An đứng trong nhóm các tỉnh đi đầu cả nước về nỗ lực cải cách hành chính, xây dựng niềm tin với doanh nghiệp, tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, cạnh tranh. Đó không chỉ là đòn bẩy mà còn khẳng định Long An là điểm đến hấp dẫn, thu hút đầu tư của cả vùng. Song hành cùng với phát triển công nghiệp, với chủ trương du lịch là một nhân tố quan trọng đối với phát triển kinh tế và văn hóa, tỉnh Long An đã xây dựng đề án phát triển du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Từ đó xây dựng lộ trình phù hợp để từng bước đưa du lịch trở thành trụ cột quan trọng trong tăng trưởng kinh tế. Và thưa bà Lê Thị Hồng Tú ạ, trong năm 2024 này thì Long An sẽ tập trung những giải pháp nào nhằm tạo điểm nhấn phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng có tính đột phá và mang tính liên kết vùng và đặc biệt là xứng đáng là điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn. Tạo điểm nhấn phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù, tiềm năng, hấp dẫn du khách đến với Long An. Xây dựng hình ảnh du lịch Long An an toàn, thân thiện, hấp dẫn. Thì ngay từ đầu năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch hành động phát triển du lịch. Thì trong năm 2024, tỉnh Long An sẽ phấn đấu đón 1.300.000 lượt khách du lịch, tăng 33%. Thì giải pháp cụ thể cần tập trung đẩy mạnh để phát triển du lịch trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Một là tập trung các hoạt động truyền thông, triển khai thực hiện kế hoạch hành động phát triển du lịch, quảng bá xúc tiến du lịch năm 2024, đẩy mạnh công tác liên kết, hợp tác với các địa phương bạn, đồng thời huy động mọi nguồn lực, tranh thủ sự ủng hộ của toàn xã hội cho phát triển du lịch. Hai là tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch từ tỉnh đến các địa phương nhằm thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước về du lịch. Ba là xây dựng bộ nhận diện thương hiệu du lịch tỉnh Long An và đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trong ngành du lịch. Bốn là đẩy mạnh xã hội hóa, bảo tồn và phát huy giá trị các công trình văn hóa, di tích lịch sử, các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch. Năm là hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch. Sáu là tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch tại các tỉnh, thành phố, nhằm kết nối, quảng bá phát triển du lịch Long An.
Nhất là sẽ tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức thành công tuần lễ văn hóa du lịch lần thứ 2 vào trung tuần tháng 9 năm 2024 này. Qua đó sẽ khẳng định được thương hiệu du lịch và nâng cao giá trị sản phẩm, khả năng hấp dẫn của du lịch Long An trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh nhà theo hướng bền vững. Dạ vâng, xin được cảm ơn bà Lê Thị Cẩm Tú ạ. Thưa quý vị, không khí mùa xuân đang lan tỏa khắp muôn nơi, xuân về trên những con đường của ý đảng lòng dân. Và trên công trường giao thông, các công nhân cũng tăng tốc để hoàn thành phần việc cuối năm. Mời quý vị cùng theo chân các phóng viên của chúng tôi đến với đường Vành Đai, thành phố Tân An, công trường đường tỉnh 830E và đường tỉnh 824 trong những ngày giáp Tết này. Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại chân cầu Dàm Cỏ Tây, đường Vành Đai thành phố Tân An, với cái điểm đầu là giao tại ngã tư Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa và cái điểm cuối là giao với quốc lộ 1A, phường 5 thành phố Tân An. Thì trong những ngày này, cái đường Vành Đai thành phố Tân An đã góp phần là thông mạch, giảm cái lưu lượng xe trên quốc lộ 1A. Đây cũng là một trong ba cái công trình trọng điểm của Đảng bộ tỉnh Long An nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm giảm kẹt xe cũng như là mở không gian mới phát triển cho thành phố Tân An. Dự án đường Vành Đai thành phố Tân An được khởi công xây dựng vào tháng 9 năm 2019 và thông xe toàn tuyến cuối tháng 12 năm 2023, sớm hơn 2 năm so với kế hoạch. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối giao thông giữa các khu vực trong thành phố Tân An, góp phần giảm tải cho các tuyến đường nội thị, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương có dự án đi qua. Dự án có tổng chiều dài gần 23 km đi qua một phần của huyện Thủ Thừa và một số xã phường thuộc thành phố Tân An với tổng mức đầu tư trên 3.100 tỷ đồng. Còn đây là dự án đường tỉnh 830E có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối giao thông từ các tuyến đường tỉnh Long An kết nối với đường Hồ Chí Minh, Vành Đai 3, Vành Đai 4, thành phố Hồ Chí Minh, góp phần làm giảm bớt áp lực giao thông cho quốc lộ 1. Tổng chiều dài dự án hơn 9,3 km, tổng mức đầu tư khoảng 3.700 tỷ đồng. Dự án được khởi công xây dựng vào tháng 2 2023 và dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 824 đoạn từ tua 1 đến cầu kênh Ranh là một trong những dự án giao thông thuộc chương trình đột phá của tỉnh trong nhiệm kỳ. Dự án có tổng chiều dài 6,2 km với tổng mức đầu tư hơn 260 tỷ đồng, với quy mô mở rộng mặt đường hiện hữu lên 15m, 4 làn xe. Dự án được khởi công xây dựng vào tháng 8 năm 2022. Sau gần 1 năm thi công, dự án đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, đang hoàn thiện thủ tục để nghiệm thu đưa vào sử dụng. Năm qua, Long An tập trung nguồn lực hàng ngàn tỷ đồng đầu tư hạ tầng giao thông. Long An được ví như một đại công trường giao thông, biến tiềm lực thành nguồn lực phát triển. Các tuyến đường giao thông huyết mạch này sẽ là xương sống, thông mạch, mở không gian phát triển mới, tạo động lực mới cho Long An phát triển gắn với kết nối liên vùng. Vâng ạ, những hình ảnh đại công trường giao thông vừa rồi hứa hẹn sẽ dẫn đường cho sự phát triển, bởi giao thông mở đến đâu sẽ phát triển kinh tế đến đó. Và với khát vọng tạo bước đột phá mạnh mẽ để mở thêm không gian mới, tạo thêm giá trị mới cho Long An và kết nối phát triển liên vùng. Vâng, thưa ông Nguyễn Minh Lâm ạ, trong năm 2024 này thì bên cạnh phát triển hạ tầng giao thông kết nối thì Long An sẽ tập trung những giải pháp nào để tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng cũng như là thu hút đầu tư thưa ông ạ? Đối với năm 2024 thì được xác định là năm bứt phá vì đích sớm, với quyết tâm là thực hiện thắng lợi nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 nhiệm kỳ 2020-2025. Do đó, tỉnh sẽ tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm như: một là sẽ tập trung cho công tác triển khai có hiệu quả quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời tiếp tục mở rộng tầm nhìn, khát vọng đưa Long An không ngừng phát triển, đồng thời cùng với các nhà đầu tư chia sẻ, hợp tác, biến tiềm năng, thế mạnh, các mục tiêu, ý tưởng thành hiện thực, giúp Long An là phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Hai là tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, các dự án, xem khó khăn của doanh nghiệp cũng là khó khăn của tỉnh,
và thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh. Ba là cải thiện toàn diện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư, tăng cường công tác là chuyển đổi số, công tác cải cách hành chính. Bốn là huy động mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt là các tuyến giao thông mang tính liên kết vùng, liên kết giữa các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, giữa các huyện trọng điểm để phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Năm là tập trung cho công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là cái nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung các ngành và các lĩnh vực đang thu hút đầu tư như công nghiệp, công nghệ cao, năng lượng tái tạo, vận tải, logistics, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vân vân. Sáu là phát triển kinh tế phải gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh và làm tốt công tác an sinh xã hội, thực hiện có hiệu quả giải pháp giảm nghèo bền vững. Với những nhiệm vụ và giải pháp nêu trên, cùng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên toàn tỉnh, tôi tin rằng tỉnh Long An sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong năm 2024 và sẽ về đích sớm các mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 đã đề ra. Vâng ạ, xin được cảm ơn ông Nguyễn Minh Lâm ạ. Thưa quý vị, ngay thời điểm này thì mỗi con đường ngõ phố trong tỉnh Long An đều rất nhộn nhịp với dòng người xuôi ngược, với cờ hoa rực rỡ, cùng nhiều hoạt động vui chơi khác tại những điểm tái hiện Tết cổ truyền với không gian mang đậm bản sắc văn hóa Việt. Quý vị hãy cùng kết nối với các phóng viên của chúng tôi để cảm nhận phần nào không khí vui xuân đón Tết tại một số địa phương trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại ven bờ sông Bảo Định thuộc phường 3 thành phố Tân An, một không gian rực rỡ sắc màu, một không gian có sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại để tái hiện lại cái không gian Tết xưa dành cho mọi người đến thưởng lãm, du xuân. Nào hãy cùng tôi dạo quanh một vòng để tìm hiểu cái cảm xúc cũng như là cái không khí đón Tết tại đây như thế nào nhé. Ngày cuối năm này nói chung là rất là vui, nôn nao và háo hức lắm. Chuẩn bị cũng khá đầy đủ rồi, hoa rồi bánh kẹo nói chung chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Kỳ vọng là sức khỏe là đầu tiên thôi. Rồi sau đó là anh thuận lợi rồi mọi người buôn may bán đất. Rất là vui vẻ, rồi nôn nao, rộn ràng, chuẩn bị đón năm mới. Long An mình giờ đẹp lắm. Nếu mà được mà làm như vậy hoài là dân thích lắm á. Năm mới này thì em mong là mọi người sẽ được hạnh phúc, bình an, làm việc, làm ăn phát tài. Thưa quý vị, sắc đỏ, sắc vàng đã tràn ngập khắp các phố phường của thành phố Tân An. Mọi người đang háo hức để chào đón một năm mới thật là an yên, sung túc, đủ đầy. Lễ hội xuân 2024 của thành phố Tân An hứa hẹn sẽ mang đến một mùa Tết thật là khác biệt và tràn đầy cảm xúc. Còn bây giờ, không khí đón Tết ở các huyện thị thành phố trong tỉnh như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng kết nối với phóng viên Quỳnh Phong nhé! Xin cảm ơn chị Thảo Trang đã chia sẻ về không khí đón Tết tại thành phố Tân An. Riêng Quỳnh Phong hiện tại đang có mặt tại huyện Cần Giuộc. Theo ghi nhận của tôi thì từ chiều đến giờ thì người dân huyện Cần Giuộc bắt đầu xuống phố để du xuân đón Tết ngày một nhiều hơn và đông đúc hơn vào thời điểm chập tối. Thì rõ ràng thì không khí đón Tết du xuân của người dân huyện Cần Giuộc cũng không kém cạnh gì đối với những đô thị khác của tỉnh Long An. Để đón năm mới Giáp Thìn 2024, huyện Cần Giuộc đã tập trung chỉnh trang đô thị, khu dân cư và các trục đường chính. Theo đó, huyện thiết kế tạo điểm nhấn tại các dòng xoay lớn với các linh vật rồng. Đèn hoa cũng được trang trí ở những tuyến đường chính, công viên rực rỡ sắc màu như là một lời báo hiệu cho một năm mới đầy bình an, phấn khởi và lập thành tích chào mừng kỷ niệm 160 năm ngày thành lập huyện. Tạo hình linh vật của từng năm luôn là đề tài được nhiều người chú ý. Dân gian quan niệm, rồng là sứ giả để con người có thể gửi gắm những nguyện cầu cho cuộc sống tốt đẹp như cầu mưa thuận, gió hòa, ấm êm, no đủ. Sự hiện diện của rồng là báo hiệu điều tốt lành, may mắn, bình an và thuận lợi. Do đó, không chỉ huyện Cần Giuộc mà một số địa phương khác như huyện Bến Lức cũng đều trang trí tiểu cảnh linh vật rồng.
Hầu hết lên chật rồng được thiết kế tỉ mỉ từng chi tiết với màu vàng chủ đạo, từ đó góp phần tạo thêm sắc xuân và làm đẹp thêm hình ảnh huyện Bến Lức văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Ngay thời điểm này, người dân thị xã Kiến Tường tất bật chốt công việc của năm cũ để chuẩn bị đón năm mới. Người dân nô nức vui chơi, mua sắm với mong muốn đón một cái Tết sung túc đủ đầy. Không khí Tết đang đến thật gần, hòa trong nhịp sống mọi người. Và trong những khoảnh khắc cuối cùng của năm cũ, thị xã Kiến Tường đã và đang sẵn sàng các điều kiện tốt nhất, đa dạng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao để phục vụ nhân dân và du khách, góp thêm hương sắc, mừng đón xuân mới, xuân của đất trời, xuân của lòng người. Vâng ạ, đó là không khí nô nức đón xuân cùng những kỳ vọng của người dân Long An trong năm mới Giáp Thìn 2024 và chúng tôi mong muốn lan tỏa đến quý vị đang theo dõi chương trình qua sóng truyền hình. Và thưa ông Nguyễn Minh Lâm ạ, ngay thời điểm này, trước thời khắc chuyển sang năm mới 2024, thì ông có thể chia sẻ cảm xúc của mình cũng như là ước vọng gì cho tỉnh nhà Long An của chúng ta trong năm mới này? Năm 2024 là năm hết sức quan trọng để tăng tốc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025, thì lãnh đạo tỉnh Long An tin tưởng và mong muốn toàn thể hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể người dân Long An tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, nêu cao ý chí, tự lực tự cường, chủ động nắm bắt thời cơ để cùng nhau chung sức, đồng lòng, phấn đấu quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra. Tôi tin tưởng rằng với tư duy mới, tầm nhìn mới, động lực mới, quyết tâm mới, chính quyền và nhân dân cùng doanh nghiệp trong tỉnh sẽ cùng nhau xây dựng quê hương Long An ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, hướng tới mục tiêu đưa tỉnh nhà trở thành trung tâm kinh tế năng động, hiệu quả của khu vực. Nhân dịp đầu năm mới Xuân Giáp Thìn năm 2024, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi kính chúc toàn thể quý vị và gia đình cùng đón một mùa xuân an lành, hạnh phúc, luôn dồi dào sức khỏe, vạn sự hanh thông. Xin cảm ơn. Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Nguyễn Minh Lâm ạ. Và thưa quý vị khán giả, hy vọng rằng với những thông điệp đầy ý nghĩa mà đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa chia sẻ, với khí thế mới, niềm tin mới, thế và lực mới, bước vào năm 2024, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Long An sẽ chung sức đồng lòng vượt khó, đổi mới sáng tạo, tăng tốc phát triển toàn diện. Long An quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng, chủ động hợp tác và tìm kiếm cơ hội phát triển trong năm 2024 và cả những năm tiếp theo. Và đến đây thì chương trình tọa đàm Long An thế và lực mới cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin được cảm ơn các khách mời đã nhận lời đến với chương trình ngày hôm nay. Và trước thêm năm mới 2024, kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.